Đây là khuôn viên của trường Đại học Văn Lang, trường đại học đa ngành với nhiều ngành học đang thu hút sự quan tâm của thế hệ Gen Z, trong đó có ngành thiết kế thời trang. Ngành thiết kế thời trang của trường Đại học Văn Lang là một trong những ngành học hot nhất nhì, nổi tiếng với nhiều thế hệ sinh viên tài năng và có dấu ấn rất lớn trong làng thời trang Việt Nam. Tại trường Đại học Văn Lang, những nhà thiết kế thời trang tương lai sẽ là người tạo ra được những thiết kế đẹp mắt và mang tính ứng dụng cao. Không chỉ đơn thuần là những bản vẽ trên giấy, sinh viên còn phải thực hiện được một thiết kế từ khâu ý tưởng cho đến khi thành hình và mặc trên người. Điểm nổi bật của ngành thiết kế thời trang là các bạn được định hướng thực hành. Sinh viên chuyển đổi thiết kế từ ý tưởng thành sản phẩm hoàn thiện trong xưởng thực hành, có máy may chuyên dụng, hệ thống ủi hấp, rập trên mannequin 2D, 3D, máy khắc laser. Thì theo em có tìm hiểu lúc mà em còn ở cấp 3 thì hình như chỉ có trường của mình là được phòng may riêng và các trang bị tất cả các loại bàn rập, bàn cắt là gọi là đúng tiêu chuẩn. Cho nên là em sẽ cố gắng trau dồi cái khả năng mà về kỹ thuật như là may cắt rập các thứ để em ra em làm trong những cái hãng thời trang, tại vì người ta vẫn có tuyển những cái vị trí đó. Thật ra các bạn học ngành này ra các bạn làm được rất là nhiều ngành như là stylist, thiết kế, thợ may, thợ cắt các thứ, thì theo em thấy thì thị trường hiện tại thì thợ cắt là đang rất là thiếu. Trường còn có riêng một chương trình nổi tiếng, đó là Fashion Show 11 AM, tổ chức một lần một học kỳ, nơi sinh viên tự nghiên cứu, thể hiện kỹ thuật tạo lập và tổ chức trình diễn, giới thiệu sản phẩm trên sàn catwalk chuyên nghiệp. Sáng tạo là yếu tố không thể thiếu khi học ngành thiết kế thời trang. Ở trường Đại học Văn Lang, sinh viên không chỉ được tự do sáng tạo mà còn có điều kiện để phát huy những cái tôi cá nhân, nhận được sự cổ vũ và có những sân chơi, những cuộc thi rất quy mô để sinh viên thỏa sức mình, tạo ra những sản phẩm có tính thẩm mỹ, nghệ thuật cao. Như mọi người cũng biết là bây giờ mạng xã hội rất là phát triển và mọi người tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội rất là nhiều, và bản thân các sinh viên của trường Đại học Văn Lang đang theo học của trường thì các bạn cũng rất là ý thức cái việc xây dựng cái profile, cái hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Và đó là lý do ngành thiết kế thời trang được biết rất nhiều trên mạng xã hội. Và mình nghĩ cái cuối cùng là một cái lý do vô cùng quan trọng là ở tại trường Đại học Văn Lang thì chúng tôi tôn trọng từng cái cá thể, và tất cả các bạn đều được phát huy cái tính cá nhân của mình, và các bạn cũng lan tỏa cái thông điệp đó tới với mọi người. Để giúp sinh viên ngành thiết kế thời trang cập nhật các xu hướng thế giới, trường Đại học Văn Lang còn tổ chức nhiều tuần lễ thời trang, các chương trình casting người mẫu ấn tượng. Ngành thiết kế thời trang là một cái ngành nó đi sâu vào vấn đề mỹ thuật ứng dụng, và là ứng dụng thì chúng tôi làm sao thiết kế cái chương trình đi theo cái định hướng lý thuyết gọi là thinking design, tức là suy nghĩ sao phải làm vậy, và nó xúc tiến, nó gần gũi với người học, hướng đến doanh nghiệp và mang tính bền vững. Tức là chúng tôi tạo cho sinh viên có những cái ứng dụng, có những cái tiếp cận với xã hội nhiều hơn, với doanh nghiệp nhiều hơn. Ví dụ như chúng tôi tổ chức các cái sân chơi, giả sử như sân chơi nó mang tên là 11 AM, thì cái sân chơi đó là một sân chơi của nhà trường, trường Đại học Văn Lang chúng tôi tổ chức hàng năm để cho các em có nơi để các em thể hiện như một cái nhà thiết kế thực sự đối với cái ngành nghề mình đang học. Cái thứ hai nữa là liên quan đó thì chúng tôi cố gắng là tạo cho các em điều kiện để tham gia các cái lễ hội, rồi các cái sự kiện mang tính thời trang. Ví dụ như là tuần lễ thời trang thế giới Fashion International Newquist chẳng hạn, thì những cái tuần lễ thời trang đó cho các em tiếp cận để có điều kiện học hỏi, rồi có điều kiện để nắm bắt những xu thế hiện nay của thời trang. Bên cạnh thuận lợi trong khi tìm việc nhờ kiến thức và kỹ năng nghề, đã có nhiều sinh viên am hiểu thời trang và có thẩm mỹ phong cách tốt. Sau khi tốt nghiệp đã tự khởi nghiệp, mở các shop thời trang, đồng thời làm stylist chuyên về trang phục cho các nghệ sĩ. Đây là những ưu thế nghề nghiệp nổi bật, phù hợp với thế hệ Gen Z, đầy sáng tạo và nhiều bản lĩnh.